Thú chơi cá cảnh vẫn liên tục gây sốt những năm gần đây, và ngày càng nhiều các loại cá cảnh được lai tạo với vẻ đẹp vô cùng nổi bật. Giữa thị trường vô vàn các loại cá cảnh như vậy, chắc hẳn bạn sẽ có những băn khoăn không biết nên chọn loại cá nào cho đẹp. Bài viết này sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn tốt nhất cho bể cá nhà bạn thêm đẹp và sinh động. Cá phượng hoàng. Cá phượng hoàng là loài cá cảnh được nhân giống và nuôi dưỡng tại nhiều quốc gia khác nhau. Cá phượng hoàng có vẻ đẹp vô cùng lạ mắt. Đặc biệt, cá phượng hoàng nhanh nhẹn, ưa hoạt động, dễ nuôi, khỏe mạnh. Cá dĩa. Cá dĩa thuộc họ cá rô phi. Người Hoa gọi cá dĩa là ngũ sắc thần tiên và tôn nó là nhất đại mỹ ngư, tức là loài cá đẹp nhất trong tất cả các loài cá nuôi làm cảnh. Thân hình cá dĩa có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau, trở thành loài cá đẹp được ưa chuộng nhiều tại Việt Nam. Cá thần tiên. Cá thần tiên có nguồn gốc từ sông Amazon thuộc Nam Mỹ, là loại cá cảnh nhiệt đới được ưa chuộng tại Việt Nam. Cá có dáng tròn, thân dẹp, mặc dù màu sắc cá không được tươi tắn, nhưng cá vẫn có sự thu hút từ sự phối trí của những chiếc vì. Khi di chuyển, cá dĩa toát ra sự mềm mại, uyển chuyển trong dáng bơi, tạo nên nét phúc hậu thần tiên. Cá bảy màu. Cá bảy màu là một trong những loài cá ngọt phổ biến nhất trên thế giới, trong đó có cá bảy màu Thái Lan được giới nuôi cá tìm kiếm và đặt mua với số lượng lớn. Cá có kích thước nhỏ, hút người nhìn bởi màu sắc sặc sỡ. Cá bảy màu hiền lành, phù hợp với những người mới tập nuôi cá cảnh. Cá là hán. Cá là hán mới được du nhập vào Việt Nam những năm 2000, sau đó cá gây sốt bởi vẻ đẹp không những độc lạ mà còn mang ý nghĩa may mắn cho người nuôi. Cá có bộ vảy màu sắc sặc sỡ, chiếc đầu gù to, nhanh chóng chiếm được tình cảm của những người chơi cá cảnh. Cá gian chu. Cá gian chu đẹp có phần đầu to, vuông, ngoài ra mắt cá nhỏ, khoảng cách giữa hai mắt càng rộng càng tốt, cộng với khả năng bơi lội nhẹ nhàng, khoan thai nên cá rất được ưa chuộng hiện nay. Cá huyết anh vũ. Cá huyết anh vũ còn có tên gọi khác là cá hồng két, là một trong những loài cá cảnh nhiệt đới đẹp nhất hiện nay. Ở Việt Nam, cá huyết anh vũ được xếp loại vào các loại cá quý với danh hiệu cá tiến vua, cá thân thiện và hiền lành, nên được chọn nuôi cùng các loại cá cảnh có cùng kích thước. Cá rồng. Trong thế giới cá cảnh, cá rồng được xếp hàng đầu bởi vẻ đẹp độc đáo, màu sắc bắt mắt và về vấn đề tâm linh. Cá rồng cũng bao gồm nhiều màu sắc và tên gọi khác nhau, nhưng giá trị của cá rồng vẫn luôn được đặt ở vị trí nhiều người ao ước có được. Cá betta. Cá betta là dòng cá có nhiều màu sắc đa dạng, rực rỡ và vô cùng bắt mắt. Cá có đặc thù với kỳ căng tròn đẹp và có bản tính háo đá trong dòng cá cảnh. Bởi vậy, cá betta được ưa chuộng ngoài mục đích làm đẹp mà còn sử dụng chọi, có thể đánh gục đối tượng một cách nhanh chóng. Cá heo lửa. Cá heo lửa là loài cá có màu sắc tuyệt đẹp. Cá có vẻ ngoài trông có vẻ hung dữ, nhưng thực chất tính tình lại hiền lành, cá dễ nuôi và chịu được điều kiện nuôi khác nhau. Sẽ là rất khó để chọn ra được một loài cá cảnh đẹp nhất, bởi vậy bạn có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá có cùng kích thước, tính tình hiền lành trong một bể cá nhà bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều.